Hi, welcome back to my channel. Start again, go. Okay, let's go. Có một người ở đây, mình sẽ đi theo hướng này để xem có gì không. Anh chàng này đang đi theo mình. Rất là tối tăm, không biết có gì đấy không. Cánh cửa này thì không mở ra đâu. Đây là một chiếc chìa khóa. Ok, như thế và các bạn sẽ làm theo nhiệm vụ trong từ cái này. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ hai. Được không? Gì đây? Một khẩu súng. Và đây là chiếc chìa khóa.
Ok, let's go. Wow, chạy thôi. Xin hiểu ta đang đằng sau. Đây nút nhảy nhá, các bạn có thể nhảy. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Let's go.
OK, vào từ cái tiếp theo. Let's go. Freeze the hummus. Và tiếp tục rồi. Bay không kịp rồi. Wow. Oh my god. Wow. Và khi đó thì các bạn lại bị bắt trên ngôi nhà này. Sau đó thì các bạn sẽ lại phải xuống dưới và tiếp tục tìm kiếm tất cả ba ngôi nhà. Trong mỗi ngôi nhà sẽ có một câu hỏi và các bạn sẽ trả lời trong từng câu hỏi trong từng ngôi nhà một. Khi đó các bạn sẽ hoàn thành được tựa này. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Thank you.
Rồi sau đó thì sẽ tiếp tục lấy món đồ tiếp vào đây. Ok. Rồi xem còn lấy gì ở ngôi nhà tiếp theo không. Đó là mình có thể chạy về đường bên kia xem có gì đó không. Bây giờ thì các bạn sẽ chạy về chiếc calo của mình. Sau đó các bạn sẽ đặt hai cái này vào đây. Và khi đó thì các bạn sẽ tiếp tục đi tìm kiếm tiếp những món đồ tiếp theo để đặt vào. Và rồi đi kiếm những món đồ tiếp theo. Sau đó các bạn sẽ hoàn thành được này, trốn thoát khỏi đây bằng calo. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang được game thứ 8, Horoscene here. Let's go. Level 8. Level 9. Và tiếp tục tự game thì chưa? Let's go.
người dân ở đây đang chơi vui đùa và không biết như thế nào sẽ xảy ra đây. Một anh chàng đã đi vào trong bùn cây. Anh ta đang đi sâu vào trong và giải quyết vấn đề. Oh my god. Và khi quay lại thì như thế nào? Xin hiệu đã xuất hiện. Những bước chân của ông ta khá là to. Và kéo ông ta tiêu diệt một đội quân ở kia thôi. Đấy rồi. Oh my god. Và người đi giải đó chính là mình, chứ không ai khác. Bây giờ thì sẽ phải tìm cách để sinh tồn ở đây và thoát khỏi đây. Những người ở đây bị bắt hết rồi. Ở đâu đây? Không có gì ở đây. Vào trong này xem nào. Tiếp tục các bạn sẽ đi tìm kiếm tiếp xung quanh, xem có người nào sống ở gần đấy không. Hoặc các bạn có thể sẽ tìm ua. Đây có thể là những con zombie và bị nhiều hành tinh xin hiệu hoán đổi trở thành zombie rồi. Oh my god. Ok, đó khi thế tiếp tục các bạn sẽ đi tìm kiếm những món đồ, tìm kiếm những nơi mà các bạn có thể sống sót được càng lâu càng tốt, tránh khỏi sự bám đuổi của zombie trong khu rừng này. Ok rồi, vào video thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Sidon SCB.
Thomas. Wow. OK. Và tôi gần tiếp theo. Sitting here scary game. Và trong tựa game này các bạn sẽ phải làm những nhiệm vụ trong tựa game đề ra. Từng nhiệm vụ một, từng nhiệm vụ một. Ở đây thì mình đang bị ngã trên chiếc xe này rồi. Wow. Ngã ra mà vẫn đi được. Này là hết xăng. Đã ngã xe rồi. Đây, đang đảo lộn đây. Vậy mà anh chàng này vẫn đang lái được với tài chứ. Vẫn đi tiếp. Wow. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm những bình xăng. Những bình xăng cho xe. OK, và tiếp tục. Các bạn sẽ quay trở về trên chiếc xe ô tô. Với chiếc xe ô tô đằng đâu? Có thể đường này thôi. Các bạn phải tìm được chiếc xe ô tô. Khi đó thì các bạn sẽ tiếp tục và làm nhiệm vụ tiếp theo. Có thể đâu đó quanh đây. Oh my god, sitting here. Oh my god. Wow. Đấy, chiếc xe ô tô gần đây. Khi các bạn tìm được chiếc xe ô tô, sau đó thì các bạn sẽ ấn vào và tiếp tục đi. Khi đó thì sẽ tiếp tục xuất hiện ra thêm nhiệm vụ tiếp theo để các bạn làm nhiệm vụ trong cái này. OK. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng. Siren Monster. Ở đây các bạn sẽ phải tìm những công cụ. Không có gì đây à? Mình sẽ đi ra sau đây xem có món đồ gì không. Để cầm trên người. Không có cái gì để cầm. Thôi rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài. Và nơi này cũng khá là rộng nha.
xin hiệu sẽ ở gần đây. Các bạn sẽ phải cảnh giác nếu khi gặp xin hiệu. Lúc đó thì các bạn sẽ phải trốn đi một chỗ và đợi ông ta đi ra đường khác thì các bạn mới đến được những con đường đó. Đây là một chiếc kìm này. Hiện tại thì mình đang có một chiếc kìm. Và đây là tấm bản đồ. Máu thì có 13. Các bạn sẽ xem bản đồ xem mình đang đi hướng nào. Hiện tại thì mình có thể đi đến ngôi nhà này. Đó, mình vẫn đang di chuyển. Và tiếp tục thử đến ngôi nhà đó xem có gì không. Ngôi nhà gần nhất. Hiện tại đang nghe thấy tiếng của Sydney không? Ông ta đang ở gần đây. Và các bạn sẽ đi tìm từng ngôi nhà xem có cái gì bên trong không. Khi đó thì các bạn sẽ mở. Cái này hình như phải dùng một loại món đồ thì mới mở ra được. Câu 3 mới mở được cái này. Còn nếu không thì sẽ không mở ra được. Ok. Và tiếp tục các bạn lại đi tiếp con đường tiếp theo để tìm kiếm những món đồ. Ok. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.